Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Tịnh Đức chứng minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên ni sư trụ trì chùa Tương Mai Hà Nội. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc và hoan hỷ đến tất cả quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc nãy thì khoảng 7 giờ kém, Khai Thanh đã tới chùa lúc đó chỉ có khoảng vài cụ lớn tuổi tụng kinh thôi và cơ nghĩ tối hôm nay là Valentine chắc mọi người đi đi chơi hết rồi nên sợ không có ai cả nên lúc nãy một số quý tử vào trong để cung thỉnh thì có hỏi là bây giờ Phật tử đã đông chưa thì quý phật tử nói dạ đông rồi thế là chúng ta biết là hôm nay có rất nhiều người ế đang ngồi ở đây đúng không <laughs> nó là é thực chất chúng ta lớn tuổi rồi đúng không ạ? À chúng ta đã qua cái tuổi mộng mơ rồi, mộng mơ rồi. Nên hôm nay chúng ta vẫn dành thời gian để về chùa nghe pháp. Và hôm nay cũng là buổi nghe pháp đầu năm đúng không ạ? À một buổi nghe pháp đầu năm, khai pháp đầu năm. Nên hy vọng hôm nay được sự chứng minh của Tam Bảo, được sự gia trì của chư thiên, được sự thương tưởng và tạo điều kiện của chư tôn đức chứng minh và đặc biệt là của Ni Sư Trụ Trì. Thầy trò chúng ta sẽ có một thời thuyết giảng được nhiều ý nghĩa và ứng dụng điều đó trong cuộc sống của mình. Và kính chúc tất cả các Phật tử chúng ta sẽ có một buổi nghe Pháp thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023, thì đã có một sự kiện không ai mong muốn xảy ra ở thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Và đến tính đến hôm nay quý Phật tử ạ, thì cái cơn động đất ở thổ Nhĩ Kỳ và Syria với cái độ mạnh là 7,8 độ Richter thì đến thời điểm ngày hôm nay thì ít nhất đã có hơn 37.000 người thiệt mạng Tử vong Còn số người bị thương tích Nặng Nhẹ nhưng mà không bị Thương vong á Chỉ bị thương tích thôi Thì cái số lượng người này Đó là gần 90.000 người 90.000 người Còn những người bị ảnh hưởng Bởi cái trận động đất này Thì con số người bị ảnh hưởng Đó là 24 triệu người bị ảnh hưởng những cái căn nhà lớn, những cái căn hộ lớn cho so đến những căn nhà nhỏ. Ước tính thì có khoảng 6.589 căn nhà bị phá hủy sau cái trận động đất này. Và thiệt hại tài sản là ước tính từ 50 cho đến 85 tỷ đô la Mỹ. Chỉ trong chốc lát thôi, cơn động đất nổ ra trong thời gian không quá dài nhưng mà để lại thiệt hại vô cùng lớn lao. Cơn động đất diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023. Tính đến hôm nay là ngày 24 đúng không ạ? tháng 2. Nhưng mà liên tiếp những con số vẫn đang được cập nhật. Số người chết, những con số cập nhật vẫn đang tăng lên. Số người bị thương tích cũng đang tăng lên, tài sản bị phá hủy cũng đang tăng lên Và cái mức độ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, sức khỏe, tinh thần cũng đang tăng lên Nên hơn bao giờ hết chúng ta thấy cuộc đời này vốn dĩ rất mong manh, tạm bỡ và vô thường Mình có nghĩ rằng cái mặt đất rất là dài, đúng ạ Chúng ta xây nhà trên đó, chúng ta trồng cây trên trên đó và mình xây nhà hay trồng cây tất cả mình đều đặt nền tảng cái nền móng trên mặt mặt đất vì mình nghĩ mặt đất là vĩnh cửu mặt đất là bền là chắc nhưng quý phật tử thấy không ạ à? có rất nhiều những trận động đất sóng thần đã xảy ra trên thế giới và gần đây nhất là ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023 thì một trận động đất rất lớn đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria một lần nữa cho chúng ta biết được rằng mặt đất không bao giờ là bền chắc cả. Tính mạng của con người không bao giờ là bền chắc cả. Tại vì sao? Tại vì chỉ cần trong chốc lát thôi thì số người tử vong đã lên đến như thế nào cái vật tử hàng chục nghìn người. Căn nhà mình nghĩ là nơi bền chắc nhất là một cái tổ ấm vững chắc nhất sau khi chúng ta đi làm về, sau khi chúng ta đi học về, sau khi mình mệt mỏi những thứ bên ngoài và các nhà của mình là tài sản của mình là bền chắc nhưng chỉ trong chốc lát, không phải chỉ một căn nhà mà có đến như thế nào ạ, à? hàng ngàn căn nhà đã bị vùi lấp trong một trận động đất. Cái tình cảm, cái sự liên kết giữa những người thân yêu với nhau thì sau trận động đất đó như thế nào cái Phật tử người mất kẻ còn. Có nhiều người mất luôn cả gia đình, nhưng có nhiều người như thế nào ạ, mất hết còn lại một người nỗi đau nó còn khắc khoải nữa. Nên đa số chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta luôn hiểu một điều rằng cuộc sống vốn dĩ vô thường, mong manh tạm bợ và đời sống chúng ta đang sống trong căn nhà này, sinh ra trong cuộc đời này cũng chỉ là quán trọ qua đường mà thôi. Chúng ta nắm rất rõ về lý thuyết này. Tuy nhiên, để hiểu rõ về vô thường, để thấu triệt về vô thường, xin thưa quý Phật tử, dễ hay khó? Khó lắm. Khó lắm. Ví dụ, mình thấy những cái khủng hoảng, những cái ảnh hưởng trầm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trong cái trận động đất này đúng không ạ? Mình thấy nó vô thường. Tuy nhiên vô thường thì vô thường nhưng chúng ta cảm nhận một phần nào thôi. Còn nếu mà gia đình của chúng ta có một người nào đó hoặc là có một vấn đề nào đó hôm nay đang sống chung với mình vẫn dẫn chúng ta đi ăn vẫn gấp đồ ăn cho cho mình tối về ngủ một giấc sáng mai không tỉnh dậy thì mình càng cảm nhận rõ hơn sự vô thường đó đó nữa nên cái sự vô thường này nó bàn bạc tất cả mọi sự vật mọi sự việc mọi hiện tượng xung quanh chúng ta nó luôn luôn hiển lộ chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy hoặc là mình có nhìn thấy nhưng mình không thường trực hiểu về điều này hoặc là mình nhìn thấy, mình hiểu Nhưng chúng ta không chịu ứng dụng trong đời sống của mình Để rồi khi trái gió trở trời Để rồi khi gặp một cái biến cố nào đó Chúng ta mới kịp sự tỉnh về vô thường Nhưng đến lúc đó rồi Mọi thứ đã quá muộn màng rồi Nên chúng ta biết Đức Phật đã dạy cho chúng ta quán niệm về vô thường trong đời sống Quán niệm vô thường thật là sâu sắc trong sự tu tập của một người đệ tử Phật. Vì sao? Vì Đức Phật biết rằng khi chúng ta có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ sự thâm nhập, đầy đủ sự hiểu biết, đầy đủ sự chiêm nghiệm và đặc biệt đầy đủ sự chứng ngộ về vô thường rồi, chúng ta quán niệm về vô thường. Đây là một nội dung vô cùng quan trọng và căn bản của người đệ tử Phật mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động luôn luôn biến đổi từng phút từng giây nó không chỉ là vật chất hình thức bên ngoài nó còn là nội dung bên trong nó không phải là những điều chỉ là cầm nắm cân đo đong đếm mà ngay cả những điều về tinh thần về tình cảm không cân không đo không đếm được đều bị chi phối bởi quy luật vô thường đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên mọi sự vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng xung quanh chúng ta luôn luôn biến động từng phút, từng giây, từng giờ. Đó là vô thường. Ví dụ, hoa này đang rất là tươi. Chúng ta nói ngày mai nó sẽ bớt tươi lại. Đúng không ạ? Ngày kia nó bắt đầu nó héo, ngày kia nó tàn. Và mình nghĩ là hôm nay nó tươi, ngày mai nó bớt tươi lại là vô thường. Đúng ạ? Thấy chưa? thấy rõ Nhưng xin thưa Lúc mà cái tần vào đây ngồi Và bây giờ cái tần đã nói được 5 phút Cái hoa nó cũng khác lúc 5 phút rồi Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy thôi Cơ thể chúng ta cũng vậy Mình cứ nghĩ Ồ hôm nay mình đang khỏe Thế là ngày mai có một cái trận mưa Một cái trận gió Đặc biệt là ở miền Bắc chúng ta đang mua gì À mùa nôm Thế là hôm nay đang rất là khỏe Ngày mai tự nhiên trúng gió cái bệnh Mà nó ôi vô thường Đúng không? nên mình nghĩ mình đang khỏe này, mình bệnh là vô thường. Một người ta yêu nào đó của chúng ta đang khỏe tự nhiên bệnh là vô thường. hoặc người ta yêu chúng ta đang sống nhưng lỡ may có một điều gì đó đến họ ra đi, mình nghĩ là vô thường. nhưng thực chất trong cơ thể của chúng ta từng giây từng phút đều có sự thay đổi. một số tế bào được sinh ra, một số tế bào bị chết đi. tâm lý của chúng ta cũng thay đổi. Ban đầu vào nghe hát, tâm lý khác. Bây giờ nghe ông thầy cái tình dạng tâm lý khác. Có không ạ? À? Hay quá, hát hay quá, dễ thương quá. Nhưng bây giờ nghe ông thầy cái tình dạng vô thường hơi sợ sợ. Tức là tâm lý đã thay đổi rồi. Bây giờ thì ngồi lưng còn thẳng đấy. Nhưng mà ngồi khoảng 15 phút nữa bắt đầu truột xuống, truột xuống. Tại vì sao? Lưng đầu mối gọi, mắt mờ và tâm trí dần đi vào giấc ngủ. Tức là sao? Tức là trong tâm của chúng ta, rồi hình thức bên ngoài mọi thứ đều thay đổi liên tục nhưng chúng ta không nhìn thấy mình thường thường mình chỉ nhìn những cái gì lớn rồi mình nói ô đây là vô thường nhưng thực chất vô thường luôn luôn thường trực xung quanh chúng ta Thường trực đối với bản thân chúng ta Cả về thân, cả về tâm Và tất cả mọi sự vật, sự việc hiện tượng Luôn luôn biến đổi, luôn luôn vận động Từng phút, từng giây Đó là quy luật bất dư, bất dịch của vô thường Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nên quan niệm vô thường là một pháp tu Vô cùng quan trọng và căn bản Của người đệ tử Phật Nếu chúng ta xem mình là một người đệ tử Phật Mà chúng ta không hiểu về vô thường không quán niệm về vô vô thường không biết rõ mọi sự vật sự việc hiện tượng luôn luôn biến động luôn luôn thay đổi từng phút từng giây xem lại cách tu của mình tại vì nếu mình không nắm được điều này coi chừng chúng ta mất đi cái gốc quý phật tử mất đi cái góc rất là rõ ràng còn nếu chúng ta quán niệm về vô thường thường trực trong đời sống trong sự tu tập của mình và xem đó là một điều cốt lõi là một nền tảng là một điều căn bản của một người đệ tử Phật. Thấy rõ mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, thanh tâm thế giới xung quanh chúng ta đều luôn luôn biến động, luôn luôn thay đổi. Thì nếu thấy rõ được như vậy, thì chúng ta sẽ không bị nhận lầm ta. Cái trước đó mình nghĩ đây là ta, mình không nhận lầm. Cái trước đó mình nghĩ đây là của ta, chúng ta cũng không nhận lầm và chúng ta cũng không nghĩ rằng ta và của ta là những điều bất biến là những điều vĩnh hằng. Tại vì sao? Tại vì thực ra không có điều gì là bền chắc cả, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? À? Nên hôm nay cái tình xin gửi đến toàn thể năm đệ quý Phật tử một đề tài pháp thoại có chủ đề là có gì là bền chắc thực sự kính mời quý phật tử cùng lắng nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Như lúc nãy chúng ta đã nói là một người đệ tử Phật thì cái pháp tu quán niệm vô thường phải luôn luôn thường trực nó đặt nền tảng cho sự tu tập của người đệ tử và khi chúng ta nhận ra được lẽ thật cuộc đời này là vô thường mọi thứ là mong manh là tạm bợ chúng ta sẽ không nhận lầm ta và của ta là vĩnh hằng là là bất biến và chúng ta cũng sẽ thấy được mọi thứ hoàn toàn không không bền, không chắc. Tuy nhiên, để đủ sự hiểu biết, để đủ trí tuệ nhận ra cái sự thật không có gì là bền chắc, khó hay dễ. Khó lắm quý Phật tử ạ. Thường thường mình có cái gì mình nghĩ nó bền lắm, nó chắc lắm. Ví dụ hôm nay có một số người đang đi chơi Valentine, đúng không? thì ông nghĩ tình cảm của họ vô cùng bền chắc. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Có không? Có. Nên bây giờ sẽ có sô-cô-la ngọt ngào, sweet đúng không? Sẽ có những bông hoa hồng gọi là romantic chẳng hạn. Nên bây giờ trong cái thế giới của những người yêu nhau, tình cảm của họ có bền chắc không? Họ cảm thấy tình cảm của họ vô cùng bền chắc. Nhưng thực chất có bền chắc không? Không, tại vì sao? tại vì ai chung tình được mãi rồi ngọt ngào đến mấy cũng tăng thành mây đúng không ạ à nên khi mà chúng ta thấy được một điều á mọi thứ không bền chắc tất cả mọi thứ luôn không bền chắc thấy được điều này nhận được điều này xin thưa khó lắm bây giờ hai người đang yêu nhau bố mẹ cũng thấy một số vấn đề và một số người xung quanh cũng thấy vấn đề và thực chất cái mối tình cảm đó có vấn đề thực sự nhưng bố mẹ khuyên, anh chị khuyên, mọi người thương yêu để khuyên. Thì hai người đang đắm chìm trong tình yêu đó. Họ có chấp nhận tình yêu này không bền chắc không? Không, không chấp nhận. Cũng vậy, cái nhà chúng ta đang ở mà có một người nào đó nhắc cuộc sống này chỉ là tạm bợ tất cả đều là phương tiện thôi. Cái nhà này cũng chỉ là quán trọ ven đường thôi. Mình nhận được điều đó, mình tin điều đó, dễ hay khó? khó trở cái nhà của con mà thầy. Đất của con mà thầy có sổ đỏ có tiền của con luôn. À. Cái chung cư của con có sổ đỏ có tên của con luôn mà thầy. Mà thầy nói quán trọ ven đường kỳ quá. À. Rồi mình nói nhưng mà cái này không chắc, chắc chưa thấy con đi công chứng được mà con đi bán có tiền tại sao không chắc? Đúng không ạ? À nên chúng ta thấy mình là người đệ tử Phật khi mình nghe Đức Phật nói về cái đạo lý vô thường, tất cả mọi thứ không bền, không chắc, mình tin ngay. Mình thấy, mình nhận liền. Nhưng để một người không có đạo lý, không tin về Phật pháp và họ đủ trí tuệ để nhận ra điều đó thì hoàn toàn khó lắm quý Phật tử, vô cùng khó. Còn lại nãy giờ hỏi quý Phật tử đều trả lời biết, tại vì đơn giản chúng ta là đệ tử Phật. Nên chúng ta thường trực được vấn đề vô thường. Và khi mình thường trực vấn đề vô thường rồi Thì bây giờ có Lúc sau chưa chắc đã có Ví dụ trong cái trận động đất Ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ Đúng ạ Đây là vợ của tôi Đây là chồng của tôi Đây là mái ấm gia đình của tôi Đây là căn nhà của tôi Đây là xe hơi của tôi Nhưng chỉ cần động đất chút xíu Mấy chục phút diễn ra Tất cả đều đổ vỡ không bền vững Chúng ta thấy rõ điều này không ạ Rõ nên nếu ở đây ai đủ trí tuệ, ai đủ hiểu biết để chúng ta nhận rõ được tất cả mọi thứ đều không bền chắc. Đây là một trí tuệ, đây là một điều không hề dễ đâu. Chúc mừng tất cả mọi người đã được điều đầu tiên. Nên khi chúng ta thấy được mọi thứ luôn luôn vận động, mọi thứ luôn luôn biến đổi, mọi thứ là vô, vô thường và chúng ta nhận ra được tất cả mọi thứ đều không bình chắc đã là khó rồi tuy nhiên khi mình nhận thấy mọi thứ là vô thường khi mình nhận thứ tất cả mọi thứ đều là không bình chắc đã khó nhưng sau khi mình nhận thấy được điều đó rồi mà mình lại có thái độ sống tích cực lạc quan về sự thật ấy lại càng khó hơn nữa lại càng khó hơn nữa trong vô thường, trong biến đổi, trong mong manh, trong tạm bợ, mà mình vẫn nhận được điều đó và khi nhận được điều đó mình vẫn sống tích cực yêu đời, nó càng khó hơn nữa. Vậy xin hỏi quý phật tử nha. Điều thứ nhất, tất cả chúng ta đều đồng ý đúng không? Tất cả đều vô thường, tất cả đều tạm bợ, mà đã là vô thường, đã là tạm bợ thì nó có bền có chắc không? Không, chúng ta nhận điều này chưa? Rồi và khi chúng ta nhận mọi thứ đều tạm bỡ, đều không bình chắc, đều vô thường, vậy làm sao? Mọi thứ đều tạm bỡ, đều vô thường, đều không bình chắc mà mình vẫn sống tích cực được mới là vấn đề có. và điều này hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng bàn với nhau, đồng ý không ạ? Đồng ý không? <laughs> Theo trí tuệ của thế tôn, thì như chúng ta nhận thức về lẽ thật của sự vô thường, chúng ta sẽ giảm bớt được tha mái Chúng ta sẽ thảm bớt được sân hận Chúng ta sẽ giảm bớt được chấp thủ và si mê Cũng vậy, theo trí tuệ của Thế Tôn Theo lời dạy của Đức Phật Nhờ chúng ta thấy rõ được sự mong manh tạm bỡ của kiếp người Nên chúng ta sẽ làm ngay những việc thiện cần phải làm chứ không chờ đợi Tại vì thấy cuộc sống mong manh lắm Hôm nay mình thấy người đó nên giúp chưa kịp giúp Ngày mai chưa chắc mình có cơ hội giúp Hai lý do Một, vô thường đến với mình Hai, vô thường đến với người Người đó Nên khi chúng ta biết cuộc sống là mong manh Là tạm bỡ, là vô thường rồi Thì điều gì tốt, điều gì thiện Cần làm, làm ngay Chứ không chờ đợi Đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không ạ à? Cũng vậy khi chúng ta biết cuộc đời này là mong manh là tạm bỡ là vô thường rồi thì lỡ chúng ta có những điều sai sót Lỡ chúng ta đang có Nhược điểm Khuyết điểm nào đó Thì chúng ta có trần chờ không ạ Không Mà ngay và luôn chúng ta phải tìm cách để Điều chỉnh Ngay và luôn chúng ta phải tìm cách Để thay đổi Để tu sửa cho tốt hơn Tại vì không biết hôm nay Vô thường đến với mình lúc nào Đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không ạ và cụ thể bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe một đoạn kinh Mà Đức Phật dạy cho chúng ta Đức Phật sẽ dạy những điều nào là mong manh, là tạm bỡ, là không bền vững Tuy nhiên Đức Phật lại cho chúng ta cái pháp Để khi mà chúng ta có những điều vốn dĩ nó không bền vững Nó tạm bỡ, nó vô thường Nhưng qua cái lắng kính, qua cách tu tập Chúng ta lại Thành tựu được những thứ bền vững còn quan trọng hơn những điều đó nữa. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một đoạn kinh ngắn. Sau đó thầy trò chúng ta sẽ dành thời gian khoảng 45 phút để phân tích đoạn kinh này. Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Một thời Phật ở nước xá vệ rừng kỳ đà vườn cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Có ba thứ không bền chắc, thiết yếu. Thế nào là ba? Thanh không bền chắc, mạng không bền chắc tài sản không bền chắc. Đó là này tỳ kheo có ba thứ không bền chắc. Ở đây tỳ kheo trong ba thứ không bền chắc nên tìm phương tiện thành tựu ba thứ bền chắc. Thế nào là ba? Thân không bền chắc cầu cho bền chắc, mạng không bền chắc cầu cho bền chắc, tài sản không bền chắc cầu cho bền chắc. Thế nào là thân không bền chắc cầu cho bền chắc? Nghĩa là khiêm hạ, kính lễ tùy thời thăm hỏi đó là thân không bền chắc cầu cho bền chắc thế nào là mạng không bền chắc cầu cho bền chắc ở đây nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân suốt đời không sát sanh chẳng thêm giao gậy thường biết hổ thẹn có lòng từ bi nghĩ đến tất cả chúng sinh suốt đời chẳng trộm cắp hằng nhớ bố thí tâm không có ý tưởng lãnh tiết suốt đời không dâm dục cũng không dâm vợ người suốt đời không vọng ngữ thường niệm chí thành không nói dối người đời đó là mạng không bền chắc cầu cho bền chắc thế nào là tài sản không bền chắc cầu cho bền chắc nếu có thể nam tử thì nữ nhân thường nghĩ bố thí cho sa môn bà la môn các người nghèo khổ người cầu ăn cho ăn cầu uống cho uống y phục ẩm thực giường trải đồ nằm bệnh tật thuốc thang cửa nhà thành quất những vật cần dùng thải đều cho hết như thế là tài sản chẳng bền chắc cầu cho bền chắc đó là này tỳ kheo đem ba thứ không bền chắc đó cầu ba thứ bền chắc này thế tôn liền nói bài kệ biết thân không bền chắc mạng cũng không kiên cố tài sản pháp suy hao nên cầu sự bền vững thân người rất khó được mạng cũng chẳng dừng lâu tài sản pháp mòn diệt hoan hỷ niệm ban phát bây giờ các tỳ kheo nghe phật dạy xong vui vẻ vâng làm kinh tăng nhất a hàm tập 1 phẩm tam bảo viện nghiên cứu phật học việt nam ấn hành năm 1997 trang 384 chúng ta cho một tràng pháo tay để cùng nhau phân tích <laughs> nên quý phật tử thấy không ạ à? đức phật để lại những cái đoạn kinh ngắn hoặc là một bài kinh dài Chúng ta có đầy đủ thời gian, trí tuệ, hiểu biết Ngồi đọc và chiêm nghiệm lời Đức Phật dạy Nó vô cùng tuyệt vời Bên ngoài thân chúng ta đau Sốt, nóng, ho hay là bị gì đó Đúng không ạ? Chúng ta hết sức lo lắng tìm thuốc để uống vào Cũng vậy, mình khác là phải tìm nước để uống Đói là phải tìm thức ăn để để ăn Nên cái thân chúng ta đói mình lo cái thân chúng ta khác mình sợ Cái thân mà đau ốm Thì càng sợ hãi hơn nữa Tìm thức ăn, tìm nước uống Và tìm thuốc để cho cái thân này khỏe Tuy nhiên cái tâm á, nó bệnh Cái tâm á, nó phiền não Cái tâm nó khổ đó Càng nguy hiểm hơn nữa Chúng ta có khỏe cỡ nào Mà cái tâm khổ Rồi trước sau gì chúng ta cũng sẽ khổ mà thôi Mà chúng ta lại quên đi cái tâm mình khổ, cái tâm mình bệnh lại không tìm thuốc để uống. Không tìm phương pháp để trị liệu. Đến khi tâm chúng ta kiệt quệ rồi, chúng ta chìm đắm trong đau khổ phiền não và không kéo dậy lên được. Đó là lý do vì sao là người đệ tử Phật phải nghe Pháp, phải học Pháp, phải tìm hiểu kinh điển. Chúng ta cảm giác nha, mình đang bị bệnh sơ gan, giai đoạn 2, giai đoạn 3 Mà mình đã cố gắng chữa chạy không hết Một ngày đẹp trời nhân duyên đầy đủ Mình gặp một vị thầy thuốc cực kỳ giỏi Kê cho chúng ta một cái đơn thuốc bắc Uống 10 thang Sau khi uống 10 thang thuốc về Đến lúc bắt mạch lại và xét nghiệm lại Thấy gan chúng ta đã đỡ rất nhiều rồi Uống thêm ba chục tang nữa thì gan chúng ta hoàn toàn không bị gì cả. Mừng không ạ? Có. Tại vì chúng ta chuẩn bị đến với giai đoạn là sơ gan đến giai đoạn cuối là ung thư gan rồi. Mà ung thư là coi như là như thế nào? Là tự hình rồi. Một cái bản án tự hình treo lơ lửng. Nhưng mà gặp được một cái phương thuốc mà giúp cho chúng ta thoát được căn bệnh đó mừng không ạ? Cực kỳ mừng. Cũng vậy. Khi chúng ta gặp một cái nỗi khổ nập Một cái niềm đau gặp một cái sự phiền não bất trắc nào đó Đau khổ Không biết tâm sự với ai Không biết tìm ai để chia sẻ Và rồi chúng ta ngồi lặng lẽ Có duyên lật ra một cuốn kinh Đọc được một trang kinh Hoặc nghe một bài giảng nào đó Có một vị tôn túc nào đó trên mạng Một vị giảng sư nào đó trên mạng Đúng với cái tâm lý của mình Đúng với cái nỗi khổ niềm đau của mình Đúng với cái phiền não của mình Và chúng ta vỡ hòa ra Và chúng ta thoát nỗi khổ niềm đau đó Hạnh phúc không ạ? Vô cùng hạnh phúc Đồng ý không ạ? <laughs> Nên mỗi lần cái thành về chùa tương mai Ước mơ của cái thành là Quý Phật tử nghe Pháp càng ngày càng tinh tấn Chúng ta nghe Pháp càng ngày phải càng đông Hôm nay cái thành thấy đông hơn những ngày thường đó Và cái tầng hy vọng Khải Tành về đây giảng hoặc bất cứ một vị hòa thượng, vị thượng tọa, vị đại đức, vị sư thầy nào về giảng, chúng ta ráng sắp xếp thời gian về mà nghe giảng. Tại vì sao? Tại vì rất nhiều vị tôn túc thương tưởng đến đạo tràng của chúng ta. Thứ hai, chúng ta có một vị sư thầy trụ trì, mặc dù sư thầy đó không giảng pháp, đúng ạ? Nhưng mà tâm của vị sư thầy đó luôn luôn muốn các đệ tử, các Phật tử của mình được nghe pháp. Nên mới sắp xếp một tuần chúng ta nghe Pháp một ngày thứ ba Một ngày chúng ta có 24 tiếng Một tháng chúng ta có 30 ngày Một tuần chúng ta có 7 ngày Đúng không ạ? Thì thôi 30 ngày mà chúng ta đã có 26 ngày ở nhà rồi Thì còn 4 ngày Gọi là 4 ngày Nhưng thực chất chỉ có 4 buổi tối thứ ba thôi Ráng sắp xếp thời gian Về đây ăn pháp để tâm không còn phiền não đồng ý không ạ à? đồng ý không và cái tình cũng nói rất là nhiều lần rồi đi đâu có thể một mình đi chùa thì phải nhiều mình cùng đi thế gian mê đắm làm chi nương theo giáo pháp như la nhiệm màu Nên bây giờ chúng ta phải tự lập chỉ tiêu cho mình tự lập chỉ tiêu cho mình ví dụ hôm nay mình đi nghe pháp tuần sau đi nghe pháp phải rủ thêm một người nữa đồng ý không Đồng ý không? Năm ngoái nói đồng ý vỗ tay Năm nay cũng vỗ tay Nhưng chưa thấy dẫn ai nha Có một số người có dẫn Nhưng có một số người chưa dẫn nha Chúng ta nhớ Mình đang bị bệnh Mình có một cái phương thuốc nào đó Mình uống vào Mình hết bệnh Mừng không? Mừng Và khi mình thấy ai đó cũng bị cái bệnh đó Mình có muốn chia sẻ điều đó cho người đó không? Có chứ Mà đó là thân bệnh mình chữa được Đã mừng còn bây giờ tâm bệnh mà mình chữa được Mà thấy một người nào đó cũng đang khổ đau Cũng đang phiền não Cũng đang bị lúng sâu trong tội lỗi Mình có cứu họ không? Có Thì ráng Thứ nhất Tinh tấn tu tập Tinh tấn nghe Pháp Chiêm nghiệm ứng dụng lời Đức Phật dạy Và ráng rủ thêm người về chùa tu tập Đó là con ngoan của Phật Đồng ý không? Chúng ta thấy ngay trong bài kinh này Đức Phật nói rất đơn giản Có ba thứ không bền chắc thân này không bền chắc, mạng này không bền chắc, tài sản này không bền bền chắc. Nhưng mà chúng ta có pháp tu thì từ ba cái không bền chắc này thì chúng ta lại làm cho thân bền chắc, mạng bền chắc và tài sản bền bền chắc. Vậy bây giờ chúng ta đã sẵn sàng nghe để biết được rằng bây giờ cần làm như thế nào để thân từ không bền chắc trở thành bền chắc mạng từ không bền chắc trở thành bền chắc và tài sản vốn không bền chắc nhưng nó vẫn bền chắc sẵn sàng để nghe chưa? trong một tràng pháo tay <laughs> chúng ta sẽ phân tích từng yếu tố một kính thưa quý và tử tin mến ai cũng biết rõ thân này hoàn toàn không bền chắc đúng không ạ à? vì nếu thân này bền chắc thì bản thân chúng ta và tất cả mọi người sẽ không lớn lên không lớn lên đúng không ví dụ một em nhỏ vừa sinh ra từ từ nó mới lớn lên nên nó bền chắc thì nó mãi mãi chỉ là một đứa bé như sọ dừa thôi đúng ạ, lăn qua lăn lại không có nhúc nhích được rồi như không có lớn lên đâu đúng ạ? nên chúng ta biết được rằng mình và mọi người thân của mình thân và mọi người tất cả đều không bền chắc à như vậy chúng ta mới như thế nào mới lớn lên được à cũng vậy thân chúng ta hoàn toàn không bền chắc nên chúng ta mới có bệnh có già có có chết. Thế nhưng một số người lại lầm tưởng rằng cái thân này của mình mãi mãi bền, mãi mãi chắc, mãi mãi khỏe mạnh. Khỏe cả về bên trong cái thân này và mạnh cả về những thế lực bên ngoài. Và chính vì họ lầm tưởng họ khỏe cả bên trong thân và khỏe cả về thế lực bên ngoài nên những người này sống vô cùng kiêu căng ngã mạn khinh người ngất trời những người này sống tự cao tự đại và chỉ biết mình mà thôi và họ luôn luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ tuy nhiên đến khi bệnh tật ghé ngang đến khi ốm đau ghé thăm trái gió trở trời và thời thế thì cũng thay đổi. Lúc đó thì mới nhận biết rằng thân này không bền chắc như mình nghĩ và lúc đó họ mới giật mình tỉnh ngộ. Thế nên chúng ta là đệ tử Phật, mình tin theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta phải luôn luôn quan sát thân này không bền chắc. Và khi mình biết rõ thân này hoàn toàn không bền chắc thì chúng ta có cư sự kiêu căng ngã mạn, tự cao tự đại không quý Phật tử? Không. Mà ngược lại chúng ta sẽ sống khiêm hạ, cung kính, tôn trọng tất cả mọi người và đặc biệt là luôn quan tâm đến nhau, đồng ý không quý Phật tử, đồng ý không ạ? À? Nên chúng ta thấy không? Từ biết cái thân này không bền chắc thì chúng ta sẽ được một cái lợi ích vô cùng quan trọng là sống không kiêu căng, không ngã mạn, không tự cao, không tự đại, không ý lại và không tự thấy mình là sung mục mà luôn luôn thấy mình nhỏ bé, luôn luôn thấy mình khiêm hạ. Và khi thấy mình nhỏ bé, khi thấy mình khiêm hạ rồi, chúng ta rất dễ tôn trọng mọi người. Còn khi mình thấy mình cao cao, tự đắc, ngã mạn mình có tôn trọng mọi người không ạ? À? Không, mình xem mình là số một mà Mọi người bình thường Tôi là duy nhất Tôi là tốt nhất Tôi là cao nhất Thì làm sao có thể tôn trọng mọi người được Và có nhiều người nghĩ Tôi càng tự cao, tôi càng tự đắc Tôi tự tạo cho tôi một cái bề vỏ bên ngoài Như vậy là tôi được an toàn Tôi được hạnh phúc Không ai dám đụng tới tôi cả Xin thưa Ví dụ Một quả dưa hấu từ trên lầu cao rớt xuống nó như thế nào? Vỡ, đúng không ạ? Nhưng một sợi lông gà rơi từ trên cái lầu cao xuống bị gì không? Không. Cũng vậy. Một người luôn luôn kiêu mạn khinh người tự cao, tự đắc, tự tin thái quá về bản thân của mình. Luôn luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ. Thì lỡ gặp một nỗi khổ, một niềm đau, một điều trái ý nghịch lòng Họ vô cùng đau khổ, ngã quỵ Và không đủ khả năng để đứng dậy sau trong gai vấp ngã đó Còn ngược lại Một người sống nhẹ nhàng, khiêm cung, kính đáo, khiêm hạ Tôn trọng mọi người, giúp đỡ mọi người Thì lỡ họ có gặp một cái biến cố nào đó trong cuộc đời Lỡ họ có gặp một điều trái ý nào đó trong cuộc đời, lỡ họ có gặp một biến cố thất bại nào đó trong cuộc đời thì họ vẫn đủ sức mạnh đứng lên, đi tiếp, làm lại từ đầu, đồng ý không ký Phật tử, đồng ý không ạ? À? Nên nhớ nha, luôn luôn nhận biết, luôn luôn quan sát và nhắc nhở mình, thân này không bền chắc. Để sống khiêm cung, kính đáo, yêu quý, thương trọng, giúp đỡ tất cả mọi người, đây là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm để từ cái thân không bền chắc trở thành bền chắc cống hiến cho cuộc đời này, đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Mình đang nói cái vấn đề thân này không bền, bền chắc và thấy rõ không? Rõ. Nếu thân này không bền chắc thì chúng ta không lớn lên. Chúng ta không bị bệnh, chúng ta không bị già, chúng ta không bị Chết. nhưng chúng ta vẫn đang lớn lên, chúng ta vẫn thay đổi, chúng ta vẫn bị già, ta ngày táng, chúng ta vẫn bị bệnh, thậm chí chúng ta cũng sẽ phải ra đi. nên thân này hoàn toàn không bền, bền chắc. tuy nhiên có nhiều người nghĩ thân này là bền chắc, họ luôn luôn nghĩ họ khỏe mãi, họ khỏe hoài cả về thân và cả về cái sức mạnh, quyền uy, mọi thứ bên ngoài. và nếu họ nghĩ như vậy thì họ sẽ không kêu căng ngã mạng, tự cao tự đại, không tôn trọng mọi người. Và với cách sống như vậy Họ tự làm tổn thương bản thân họ Tự làm tổn phước tổn đức của của họ Còn ngược lại Mình là một người đệ tử Phật Luôn luôn hiểu Luôn luôn quan sát Và nhớ nghĩ thường trực Thân này là tạm bỡ Thân này là không bền chắc Thì chúng ta có dám khinh người không? Dạ không Mà ngược lại chúng ta sống Nhẹ nhàng Khiêm cung Kính đáo Tôn trọng Giúp đỡ yêu thương bao dung với tất cả mọi người thì từ cái thân không bền chắc nhưng có đạo lý đó thì không ngờ nó lại tạo cho chúng ta một sự bền chắc khác để cống hiến để tu tập để tốt đời đẹp đạo đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Cũng vậy đến đoạn kênh thứ hai Đức Phật lại cho chúng ta một điều rằng mạng sống của chúng ta cũng vậy có bền chắc không? À dạ không bền chắc đúng không ạ không ai có thể biết trước ngày mai của chúng ta như thế nào thậm chí không ai có thể biết trước giờ sau chúng ta sẽ như thế nào thậm chí cũng không ai có thể biết trước giây phút sau sẽ như thế nào cụ thể quý phật tử thấy trong trận động đất vừa rồi đúng không ạ họ đang ngủ mà người thì đang ngủ người đang đi làm người đang nấu ăn người đang đi học người đang xem phim người đang chơi game người đang cầm điện thoại nhắn tin cho người yêu đúng không ạ nhưng rầm một cái tất cả đều không còn Mà trong cái giây phút đó họ có biết là xíu nữa họ sẽ chết không? Trong giây phút đó họ có biết xíu nữa nhà họ sẽ sập không? Và trong giây phút đó họ có biết xíu nữa Mình sẽ mất đi người thân hoặc người thân sẽ mất đi mình không? Cũng không Cũng không biết điều đó Nên quý vị tự thấy đó khi mà chúng ta thấy và biết được mạng sống của mình cũng như vậy, cũng không bền, không chắc. Không ai có thể biết trước được giây phút tiếp theo của mình còn hay là còn hay là mất. Và nếu thấy rõ được sự thật này, chiêm nghiệm sâu sắc về sự thật này thì chúng ta sẽ hướng về, chúng ta sẽ tôn vinh về những giá trị đạo đức để giúp cho cái mạng này bền chắc. Và là một người đệ tử Phật thì chúng ta có mấy giá trị đạo đức căn bản? Mấy? Năm giá trị đạo đức căn bản hay con gọi là ngủ giới. Đúng ạ, à, không sát sanh hại vật, không trộm cắp của người, không tà dâm ngoại tình. Không nói lời vọng ngữ, không sử dụng các chất làm sai làm nghiện. Nên Đức Phật nói rằng khi chúng ta biết rõ mạng sống của chúng ta cũng không bền chắc. Hôm nay mình sống chưa chắc ngày mai mình còn được sống. Bây giờ mình sống chưa chắc giây phút sau chúng ta được sống. Biết nó mong manh, nó tạm bỡ như vậy thì chúng ta phải biết khi còn sống được giây, được phút, được ngày, được tháng, được năm nào hãy hướng về những điều tốt đẹp. Hãy hướng và tôn vinh những giá trị đạo đức cụ thể là giữ gìn trọn vẹn năm giới của một người đệ tử Phật. Đồng ý không ạ? À? Đồng ý không ạ? À? Cũng vậy khi chúng ta thấy rõ được mạng sống này là mong manh là tạm bờ và không biết chắc giây phút sau mình còn hay là mất chúng ta có sống thù hận không quý Phật tử không mà thay vì sống thù hận chúng ta sẽ sống yêu thương nếu chúng ta biết được mạng sống không bền không chắc thì bây giờ chúng ta có oán thù người khác không ạ à? không mà chúng ta sẽ tha tha thứ chúng ta sẽ sống bao dung hương Tại vì mình biết giây phút mà mình còn được sống Giây phút hiện tại này là giây phút đẹp nhất Và nếu biết đây là giây phút đẹp nhất Thì trong cái khoảnh khắc này Trong lúc mình còn sống này Chúng ta chỉ chứa những điều tốt đẹp thôi Oán hạnh làm gì Oan gia làm gì Trái chủ làm gì Sân hạnh làm gì Oán thù làm gì tranh đấu làm gì tà kiến làm gì hương thua làm gì mà thay vào đó là yêu thương là tha thứ là bao dung đồng ý không quý phật tử đồng ý không ạ à? <laughs> nên cái tình hiểu chắc một điều rằng trong cuộc sống này nhiều lúc mình đã làm tổn thương người khác hoặc người khác cũng đã làm tổn thương mình rồi nên một ngày Quý Phật tử ráng dành ra một khoảng thời gian để chúng ta ngồi thiền rải tâm tư. Rải tâm tư. Trong cái thời thiền rải tâm tư đó cái thành có hướng dẫn cho quý Phật tử thì trước khi ngồi thiền rải tâm tư thì chúng ta có khoảng từ 5 đến 10 phút để thiền tha thứ. Tôi tha thứ cho những ai đã gây ra nỗi khổ niềm đau cho tôi dù vô tình hay cố ý. Rồi như thế nào? Tôi tha thứ cho chính bản thân của mình đã gây ra nỗi khổ niềm đau cho người khác và cầu nguyện cho họ cũng tha thứ lỗi lầm cho tôi. Cứ lặng lẽ tác ý tác ý như vậy. Và khi mình tha thứ được cho tất cả mọi người và mình cũng tha thứ được cho chính bản thân của mình, lúc đó chúng ta sẽ đủ năng lượng để bước thêm một bước thứ hai, đó là thiền rải tâm từ thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi loài. Và nếu chúng ta làm được điều đó, ứng dụng được điều đó trong cuộc sống, thì mỗi ngày đi qua biết được rằng mỗi ngày chúng ta sống là mỗi ngày chúng ta gần hơn với cái chết. Đúng không? Ví dụ, thọ mạng chúng ta được 81 tuổi. Biết là mùa xuân tới ai cũng vui, nhưng chúng ta hãy biết một điều rằng sau một mùa xuân, sau cái ngày sinh nhật cũng có nghĩa mình gần hơn với cái chết một năm. Đúng không? À, mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi và mỗi mùa xuân sang thì ngày tôi xa mẹ càng gần nên mình biết rằng mỗi ngày mình sống mỗi giờ mình sống mỗi năm mình sống cũng có nghĩa là cái mạng sống chúng ta rút ngắn lại và chúng ta gần hơn với cái chết biết được điều đó rồi thì đừng bao giờ sống hơn thua ác độc tranh giành đố kỵ phiền não nữa mà thay vào đó là những năng lượng yêu thương, chia sẻ, bao dung, đồng ý không quý Phật tử, đồng ý không ạ? À? Nên thôi, hôm nay cũng là đầu năm đúng không ạ? Bây giờ vẫn là tháng Giêng đúng không? À, vẫn là đầu năm. Thì bây giờ kiểm tra lại trong tâm của mình. Đã từng giận ai chưa? Có chưa? Có. Đã từng tức ai chưa? Có. Đã từng thù ai chưa? Có luôn, đã từng ghét ai chưa? Có, đã từng thất tình ai chưa? Có luôn hả? <laughs> rồi mình đã từng làm người khác buồn chưa? Đã từng làm người khác khổ chưa? Đã từng làm người khác thu hạnh mình chưa? Có rồi, không biết họ như thế nào thì chúng ta không dám quản Nhưng trước mắt bản thân của mình Nếu mình đã làm ai đó khổ, ai đó buồn, ai đó phiền, ai đó giận ăn năng sám hối tìm cơ hội để nói lời xin lỗi tha thiết đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai lỡ ai đó làm mình khổ, ai đó làm mình buồn, ai đó làm mình giận, ai đó làm mình oán thì bây giờ chúng ta bao dung, chúng ta bỏ qua và tha thứ cho nhau, nở một nụ cười xóa tan tất cả phiền não. Đồng ý không? Đồng ý nha. Nhớ nha ai cũng vỗ tay nha nhớ nha. Bây giờ không được giận không được hờn nữa nha. Nếu có thì 30 giây thôi nha, 30 giây thôi. Đồng ý không? Chào một tràng pháo tay. <laughs> Nên khi chúng ta thấy mạng sống của mình không bền vững thì chúng ta sẽ tôn vinh và hướng về một đời sống hướng thượng. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ tôn vinh những giá trị đạo đức căn bản và trong những cái giá trị đạo đức căn bản trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến năm giá trị đạo đức căn bản đó là năm giới của một người cư sĩ tại gia nha ráng mà giữ gìn Giữ dinh trọn vẹn năm giới này thì chúng ta làm cho cái mạng sống chúng ta bền vững. Mà bền vững ở đây không phải là sống mãi không chết đâu, mà bền vững ở đây là gì? Bền vững trong đạo lý và sống được ngày nào đem lợi ích an vương cho cuộc đời ngày ấy được không ạ? À? Được không ạ? À? Điều thứ ba trong cái đoạn kinh A Hàm này, Đức Phật có nhắc. Chúng ta thấy thân mạng thân của mình không bền vững. Mạng của mình cũng không bền vững thanh mạng không bền vững thì xin thưa tài sản vật chất của mình có bền vững không không đúng ạ thân này bệnh mà mạng này còn ra đi thì của cải tài sản làm sao có thể bền vững được nên thân mạng không bền vững thì chắc chắn một điều tài sản vật chất đi theo chúng ta cũng không bền vững và khi chúng ta thấy rõ tài sản vật chất của cái tiền bạc không bền chắc thì chúng ta sẽ làm gì? Ai biết? Sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Im ru về trời. Thứ nhất, không tham làm nữa. Tham làm gì? Có bền đâu, có chắc đâu. Vừa đủ thôi. Mà khi đã tham rồi, lúc nào dừng lại? không dừng được Tại vì lòng tham thì vô đáy Nên biết mạng này không bền vững Thân này không bền vững Tài sản chắc chắn không bền vững Thì chúng ta thiết lập được một đời sống quân bình Giữa tinh thần và vật chất Quân bình ở đây không phải là bỏ vật chất đâu nha Tại vì sống phải thực tế nha Đừng có nghĩ tu con bỏ hết Xin thưa không có tiền sao tu Tại ơi mình không có tiền mình mới dễ tu Thử đi rồi biết liền Ví dụ ngày mai là chuẩn bị đến đáo hàng ngân hàng rồi mà không có tiền trả bây giờ có con nghiêm trang ngồi đây nghe pháp nổi không? Không. Đúng không ạ? Ba đầu sáu tay chạy đi tìm chỗ này chạy chỗ kia rồi. Đúng không ạ? Nên khi chúng ta biết tiền bạc vật chất không bền vững không có nghĩa là chúng ta không lao động, không có nghĩa là chúng ta không sản xuất, không có nghĩa là chúng ta không kiếm tiền. Nhưng chúng ta biết điểm dừng. Chúng ta biết đủ chứ không tham. Đặc biệt chúng ta không bất chấp mọi thủ đoạn Để kiếm tiền Kiếm ra những cái tài sản, những cái đồng tiền Không bình chắc Để rồi một ngày nào đó như thế nào Vô thường đến thì chúng ta cũng trắng đôi bàn tay Đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không ạ à? Nhớ một điều rằng Khi chúng ta sinh ra về cuộc đời Thì Đôi bàn tay có nắm được cái gì không Không trắng đôi bàn tay Và khi ra đi cũng y như vậy nha nên tiền bạc của cái vật chất mình cũng phải gây dựng chứ cũng phải kiếm tiền không thể ăn bám xã hội được nhưng tất cả đều là phương tiện thôi đừng chấp vào nó mà khổ mà tham mà tạo tội mà biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền đồng tiền là một ông chủ khó tính nhưng đồng tiền cũng là một người đầy tớ trung thành tiền có lỗi không không, ai nói tiền có lỗi thì làm ơn đưa đây dùng, đây giữ cho. Tiền không có lỗi, lỗi do ai? Do mình thôi. Nếu chúng ta có trí tuệ, có hiểu biết, thì tiền là công cụ phục vụ cho đời sống của mình. Lo cho mình, lo cho vợ, lo cho chồng báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ mọi người, cúng dường bố thí, từ thiện, phóng sinh, làm nhiều điều thiện. Không có tiền khó làm lắm nha. Nó phương tiện mà. Nhưng mà nếu chúng ta không có trí tuệ, không có hiểu biết, không biết đủ mà tham thì chúng ta biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền. Cứ suốt ngày quần quật kiếm tiền. Thậm chí có nhiều người kiếm tiền, có hai xu hướng kiếm tiền xong để hưởng thụ, hưởng thụ tổn phước. Có nhiều người kiếm tiền xong tiết tiền không dám xài cũng như không. Còn khi chúng ta có trí tuệ, có hiểu biết rồi, chúng ta cân bằng giữa đời sống tinh thần và vật chất, tiền vẫn kiếm nhưng chúng ta làm chủ đồng tiền chứ không bị đồng tiền làm chủ lại mình đồng ý không quý phật tử đồng ý không cũng vậy khi chúng ta thấy rõ tài sản tiền bạc vật chất vốn dĩ không bền chắc mình sẽ học cái hạnh sẽ chia cho đi đúng ạ từ thiện giúp đỡ mọi người thay vì chúng ta cứ khư khư nắm giữ Thay vì chúng ta chỉ biết gom góp cho mình để cuối cùng thì tất cả mọi thứ cũng sẽ mất trắng đúng ạ Khi cơn gió vô thường đến thì chúng ta sẽ học cái hạnh bố thí cho đi gọi là cho đi giúp đỡ mọi người nhưng thực chất là cho ai cho mình nên cái thành nhớ trong kinh Pháp Hoa có một phẩm nói về cái ngôi nhà cháy đó một ngôi nhà đang cháy đúng không ạ thì chúng ta mà cứ nghĩ đây là nhà của tôi tôi mình không chạy ra đây là tài sản đây là đây là tiền của tôi đây là tủ của tôi đây là áo quần giày dép mọi thứ của tôi và đây là cũng là nhà của tôi thôi thì khi nó cháy chúng ta cũng chết mà của cải cũng sạch và khi ngôi nhà cháy chúng ta biết chuyện không giữ được ngôi nhà này nữa rồi ngôi nhà này không phải của mình quăng đồ ra ngoài còn càng xa càng tốt thì khi mà lỡ lửa nó cháy tới chúng ta không chữa được nhà có rụi thì đồ đạc vẫn còn mà mình vẫn còn sống cũng vậy chúng ta đang sống nhưng thực chất đang trong ngôi nhà lửa đó đức phật là gọi là ngôi nhà lửa tam giới ngục tù dục giới sắc giới vô sắc giới và khi mình biết được điều đó mình sống trong ngôi nhà lửa này nhưng tâm của chúng ta không bị dính mắc trong ngôi nhà lửa này giúp đỡ được ai thì giúp đỡ Yêu thương được ai thì yêu thương, chia sẻ được điều gì thì chia sẻ, làm được điều gì tốt đẹp thì làm thì không ngờ chúng ta lại có rất nhiều phước báo. Nên cho đi không mất mát đâu mà cho đi là còn mãi, đồng ý không ạ? À? Đồng ý không ạ? À? Nên khi chúng ta cho đi thì không mất đâu nha, in tâm một điều sẽ không mất mà chính bản thân chúng ta sẽ còn rất là rất là nhiều. Cho nhiều thì còn nhiều Và cho nhiều thì chúng ta còn phước đức Và khi còn phước đức rồi Nó sẽ bền vững trong mai sau Ví dụ Trong kiếp này Chúng ta có 5 tỷ Có hai căn nhà Có ba mảnh đất Cơn gió vô thường Nó thổi cái vèo Trợn mắt ra đi Nhà trợn mắt ra đi sợ ha có đem theo được căn nhà nào không? Có đem theo được 5 tỷ không? Không. Nhưng mà trong lúc mình còn sống nha, bố thí, cúng dường, từ thiện, xây cầu, đắp đường, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ học sinh mà nghèo hiếu học, giúp đỡ một cụ già neo đơn, làm được điều thiện nào đó mình làm. Lúc mình làm thì thực chất lúc đó mình mất tiền đấy. Rõ ràng thấy một cụ già đang đứng bên ven đường và sau một ngày sáng sớm mình thấy cụ này chắc đêm hôm qua không có gì ăn nên rất đói và lúc đó mình muốn giúp cụ mua một ổ bánh mì mua một bọc sữa đậu nành thì ít nhất lúc đó mình đã mất hai chục ngàn nó rõ lúc đó mất đấy đúng không ạ cũng vậy mình làm một suất quà từ thiện để coi lúc đó chúng ta mất một số tiền một trăm suất thì nhân lên một trăm Lúc đó thì mất, nhưng thực chất mình đã chuyển sang ngân hàng kiếp sau rồi. Đến lúc cơn gió vô thường đến, mắt mình có trợn chả sao. Bên kia đã có ngân hàng phước báo của mình. Và chính cái phước báo đó mới bền vững. Đồng ý không ạ? À? Đồng ý không? Bây giờ kiểm tra lại. Tài sản kiếp này, tài sản kiếp sau, cái nào nhiều hơn rồi? Cái nào nhiều hơn? dạ tôi thầy bây giờ con có bốn căn nhà luôn thầy ơi Ở kiếp này Tài sản của con cũng bao nhiêu tài khoản Xem lại bao nhiêu năm nay Mình làm phước được nhiều rồi À Đúng không Mình cứ nghĩ mình sống lâu Mình sống mãi Tài sản là bền vững Nên mình mới giữ Còn bây giờ mình biết Thân này không bền vững Mạng này không bền vững Tài sản càng không bền vững Thì tìm cách mà như thế nào Bố thí cúng dường từ thiện cho đi giúp đỡ làm điều thiện đi để chúng ta còn phước đức cho mai sau đồng ý không ạ à? đồng ý không ạ à? nên chúng ta mới biết một điều rằng khi mình nhận ra cái không bền chắc thân không bền chắc mạng không bền chắc tài sản không bền chắc mình nhận ra được điều đó rồi và chúng ta có pháp tu thì chúng ta làm cho ba cái này từ không bền chắc trở thành bền chắc và điều bền chắc ở đây là gì là tình người chúng ta sống khi mình ra đi rồi hàng xóm đáng gì họ không nhìn vào tài sản của mình đâu họ không nhìn vào bằng cấp của mình họ không nhìn vào vào nhà cao cửa rộng vào xe hơi vào con cái của mình đâu họ nhìn vào gì cái tình người khi mình sống như thế nào nên mình sống làm sao khi mình cắt tiếng khóc chào đời Mọi người cười vui Thì đón một thành viên Đón một angel Đúng không? Một thiên thần ra đời Và đến khi mình mất Mọi người phải thương, phải tiếc, phải khóc Tại vì mình đã sống cuộc đời tốt đẹp Và sự ra đi của mình Làm cho họ tiếc Cũng vậy khi chúng ta ra đi không ai căn cứ vào tài sản, vào bằng cấp, vào trình độ của mình đâu mà căn cứ vào tình người chúng ta đang sống. Nên sống với nhau, ráng sống hết mình với cuộc đời, sống bằng tình người. Như lúc này chúng ta nghe ca sĩ Duy Hưng hát bài loài người thương nhau đó. Thế giới bao la lâu nay loài người cứ hương đua tranh đấu với nhau rồi. và nước mắt em thơ đã bơ vơ cụ già lạc loài trong đêm rồi. Và tất cả những nỗi khổ niềm đau đó không phải do cuộc đời không phải do một vị thành thánh nào làm ra cả mà do chính lòng người làm ra nên biết được điều này rồi đặc biệt là một người đệ tử phật hãy sống yêu thương hãy sống nghĩa tình và giữ trọn tình người đồng ý không ạ à? đồng ý không ạ à? cũng vậy khi nhận ra thân này là không bền chắc mạng này là không bền chắc tài sản của cái tiền bạc là không bền chắc thì chúng ta thiết lập được một đời sống đạo đức yêu thương Đạo đức yêu thương Nên mạng không bền chắc Thân không bền chắc Tiền bạc không bền chắc Biết ba điều này rồi Thì chúng ta lại có ba điều khác bền chắc Đó là tình người Đó là đạo đức Đó là yêu thương Đó là tấm lòng sẻ chia Thì chúng ta luôn luôn bền vững trong cuộc đời này Đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không ạ? Dù cho cuộc đời có biến động dù cho vật đổi sao dời. Tuy nhiên, những giá trị đạo đức và những giá trị tâm linh thì bất động. Và đó cũng là mục tiêu mà những người đệ tử Phật hướng đến trong cuộc sống ngắn ngủi này. Dẫu biết cuộc đời là vô thường, dẫu biết mọi thứ chỉ là mong manh tạm bợ, dẫu biết cuộc đời chỉ là quán trọ ven đường. Nhưng mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta sống trong đạo lý, Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta biết gột rửa thanh tâm. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta phát triển những điều thiện. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta sống hướng thượng nghiêm trì giới luật. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta sống thương yêu, chia sẻ đến với tất cả mọi người. Thì xin thưa, sống lâu không quan trọng bằng sống như thế nào. Và kính chúc tất cả các bất tử, chúng ta sẽ có một đời sống hạnh phúc, an nhiên từng giây từng phút để mỗi giây mỗi phút chúng ta sống có ý nghĩa, tốt đời đẹp đạo, mang lại lợi ích an vui cho mình, cho mọi người và có một đời sống an lạc, kiếp này an lạc, đời sau cũng an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.